Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp ông Choi Ju Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam và đoàn công tác dừng chuyên thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chào mừng Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Ju Ho và đoàn công tác đã đến với thành phố Đà Nẵng, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến những thành công của Samsung thời gian qua Bí thư Thành ủy cho biết, hiện nay công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao đang là một trong những mũi nhọn thuốc đầu tư của thành phố. Đà Nẵng ngoài những lợi thế về điều kiện tự nhiên, còn là một trong những thành phố có hạ tầng được xem là tốt nhất Việt Nam hiện nay với các khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm. Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian đến, Samsung sẽ có thêm nhiều hoạt động đầu tư vào Đà Nẵng. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho Ju Ho bày tỏ vui mừng và ấn tượng với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Đồng thời cho biết, Samsung hiện nay đang triển khai một số hoạt động phát triển 5G cũng như tổ chức lại các hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung theo hướng bài bản chuyên nghiệp. Chính vì vậy, ông Choi Ju Ho mong muốn lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tại điều kiện để doanh nghiệp ngày càng phát triển.